Rồi, một đứa ngồi bên này. Thế Pila ngồi đây đi. Rồi, ngồi xuống nào. Chúng ta chén nào. Đó. Ok. Nha. Nào. Quả đầu tiên. Nào, không, không. Không. Anh phải được chén trước. Nha. Rồi. Anh chén miếng hơi to. Mi. Để mi. Pila. Siro. Merci. Ok, vỏ. Vỏ đấy. Vỏ không ăn được. Chuối. Chuối Việt Nam. Việt Nam Miss Banana. Rất ngon. Very very delicious. Delicious. Special. Đây, Pila. Siro. Yumi. Merci. Siro phải ngồi lui lại một tí chứ ngồi thế là chiếm hết máy quay của mẹ. Chiếm hết máy quay của mẹ với máy quay của bà mất. Mẹ với bà mẹ với này bác không được vào video à? Siro ngồi lui lại. Lui lại một tí nào. Ok, ngồi đấy. Nha, ngồi đấy được rồi. Ok. Con Melcy thì ngồi xích vào đây. Không, Siro ngồi yên đấy. Melcy xích vào đây. Để chúng ta ngồi làm sao để chúng ta phải vào được máy quay. Ok nhá. Yên. Anh phải chắn trước để rơi vào quả nào chát thì anh ăn hết. Còn nếu mà nó ngon thì sẽ cho mấy đứa. Pila đây. Yumi đây. Mi. Mi chán ngay. Là sao? Rồi. Quả tiếp theo. Tại sao Mi này chê nhỉ? Được cái ăn chuối này thì không sợ gì. Bóc ra là sạch. Không có sợ tay chạm. Đây, cho mi trước. Đây, mi ăn đi. À, mi chán chuối rồi. Mi ăn vào cái miếng trước nó hơi chát. Cho nên là giờ mời mi là mi chê. Bởi vì cái nải chuối này nó cũng chưa thực sự chín kỹ đâu. Nó còn đang phớt xanh này này. Đó. Chưa thực sự chín kỹ. Nên là mi còn mi chê đấy. Đây mọi người nhìn cái vỏ của nó này. Đó. Kể ra chuối này để mai ăn thì đẹp. Nhưng mà bây giờ đói rồi thì chén luôn. Còn hai nải nữa để mai xử lý. Rồi, mấy quả rồi, phải chén nhanh thôi, không lâu quá không gì. Thế cho mì miếng nhá, hết nửa nải rồi. Tính ra là một nải này là bao nhiêu quả không biết, hai mấy quả. Ơi, mì này.
Nó thế đây, cho mì miếng bé thì hay cho miếng to quá mì không ăn được, ăn nó dính răng à. Không phải à? Thế là đã biết là như thế nào, chắc chắn là mì không thích ăn. Bởi vì sao? Bởi vì không phải là chúng nó chê là chúng nó không ăn đâu nhá, mà có nhiều khi là chúng nó dỗi, nó dỗi nó không ăn đấy. Nó này còn nguyên đất này, chuối vườn bóc khéo, không có ảnh hưởng gì đến quả chuối cả, không cần quan tâm là có đất ở bên ngoài vỏ. Với món chuối này thì nếu mà chín vừa thì chó nó thích ăn, nếu mà chín kỹ quá mà nó ra một cái độ nó dẻo quá là chó nó không thích đâu. Chín nhũn thế là nó không thích, chín nhũn là cho là chê đấy. Đó, đây gọi là huynh đệ có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Một quả chuối phải chia làm mấy? Mỗi đứa một miếng. Còn ba quả nữa. Anh sẽ còn có 3 quả nữa thì anh sẽ ăn cắn miếng to hơn mấy đứa, để mấy đứa còn để bụng tí ăn cơm nữa nhá, còn chưa ăn tối đâu. Bây giờ là 5 giờ chiều, chưa đến giờ ăn tối. Cho mì miếng ra này. Đấy, ăn đi. Còn này ngọt là không chát thôi. Nó suy trở mãi, nó suy tớp. Như kiểu là quả cuối cùng rồi. Như là cá đớp mồi vậy. Quả này hơi chát chát. Đây, pi này. Chiều. Mèo xiên cuối cùng được miếng to. Đó, vỏ. À, bây giờ đến mấy quả mận. Còn xoăn mấy quả mận hôm trước mua vẫn còn. Cho ăn mận không? Mận cho chúng nó ăn cả hạt chả sao cả. Bởi vì nó không tiêu được hạt thì hạt nó sẽ ra ngoài thôi, chứ hạt vào dạ dày nó không tiêu được đâu. Nhưng cái hạt quả mận này thì nó không đáng ngại. Thôi mà cho ăn mận thì không mất công. Siro nhặt được miếng to, siro chuồn ra chỗ gặm cho con Yumi một miếng bé nhá. Mì nó chở mãi để nó ăn mận đấy, nó không ăn chuối. Nó ăn mấy miếng chuối là nó chán này. Ngồi đây nó chờ nó ăn mận. Siro ăn nữa không?
Đó. Thấy không? Đây là biểu hiện của cái việc kiên nhẫn biết chờ đợi. Nhìn thấy con mận ở đây không ăn chuối nhưng vẫn nằm ở đấy. Để làm gì? Để chờ mấy đứa kia ăn chuối xong. Đến khi ăn mận thì mi sẽ được ăn. Quả này ngọt quá. Mãi mới được quả ngọt. Mấy quả kia chua. Quả này bị thối mất rồi, bỏ. Có quả này ngọt quá đi thôi. Đây cho siro quả những miếng nhau. Cho siro miếng to quá là đâm ra siro này mất công, siro này cầm đi siro giấu. Cầm vào ổ siro ăn. Số mèo xì may vớ được hai quả ngọt liền. Quả này bị dập mất một tí này nhưng mà ngọt lắm. Bị dập mất một tí nhưng mà nó ngọt thôi rồi. Trời ơi, ăn rơi. Siro chê quả dập. Bảo quả dập cái siro chê ghê không. Lại vỡ được quả ngọt này. Mi à. Mi. Quả ngọt lắm ấy. Quả này cũng ngọt. Ôi dồi ôi. Quả này chua. Wow, quả này chua. Úi dồi ôi. Vừa vào quả nó chua 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 chua. Chảy nước mắt. Này siro. Quả chua siro cũng nhè ra. Úi dồi ôi, đang ăn cái quả ngọt mà vừa phải quả chua chua nữa. Vậy là người ta gọi là chua vãi đái. Quả này nhìn thấy mà ngọt. Không thể đoán được. Thế mà lại vớt được cái quả đấy này, quả ngọt. Quả này nhìn trông như thế này dự đoán là chua này. Vì nó là quả cuối cùng cho nên là phải chia ra làm 3. Thế thôi, cho quả này nhá. Quả này hỏng mất một nửa quả rồi. Bóc cái chỗ hỏng đi nè. Bị dập. Chưa ngọt luôn. Thôi, mì ăn chán rồi thôi. Rồi ok, giải tán nhé. Chúng ta chén hết 20 quả mận và một nải chuối thôi. Ok, ăn thế thôi. Còn để bụng để chốc ăn cơm. Giải tán thôi. Để anh dọn dẹp. Ăn thế thôi, hết rồi, toàn vỏ này. Có toàn vỏ thôi.